Hôm nay mùng 8 tháng 3, chị em phụ nữ đi ra đi vào, trên tay cầm củ su hào, ngoay ngoay chẳng biết luộc xào hay kho. Chúng tôi là phép chiếu minh, cỡ tao người lớn mà đi chơi nhiều thì lại làm nhiều, làm nhiều thì lại ra nhiều chiếu minh. Mẹ mình mua 10 muối, mình ngon mẹ mất 1 muối. Mẹ mắng mình mặt mo mặt mẹ, mình méo máu, mắng mẹ mặt mẹ mặt mo. Ban đêm đông, đốt đèn đầu, đi đâu đấy? Đi đãi đỗ đen, đánh đồ đèn, đách đãi được.